Hi, chào cả nhà, hôm nay Long giới thiệu cây sắn hay là cây khoai mì, khoai sim đó mọi người. Thường ngày xưa thì người ta thường đi nhổ cái khoai này ta ăn, bây giờ thời đại mọi người cũng ăn nhưng rất là ít. Thường bây giờ là cây sắn này mọi người làm bánh hoặc là làm những cái món khác. Và mọi người ít ăn hơn ngày xưa. Nhưng cây sắn này cho nên là bây giờ trồng cũng rất ở miền quê thì trồng, chứ ở thành phố thì mọi người cũng ít ăn sắn lắm. Ở quê thì cũng vẫn ăn nhưng mà thường ít, bởi vì cái mọi người đi đào rất là cực, nhưng mà trong khu vườn vẫn có trồng, trồng rất là nhiều và xen canh với cây keo nha mọi người. Bây giờ Long sẵn tiện Long quay luôn cho mọi người xem. Đây cây sắn đây mọi người. Đây thân của nó thì nó có màu trắng. Cây nhánh đây, cái thằng trắng của nó đây là thằng thằng này non, thằng này nè, thằng này nó non nha mọi người, thằng này non, thằng này non. Còn cái đây là cái nhánh, cái lá của nó, cái lá của nó và cái nhánh của nó là nó màu màu đỏ nha mọi người. Hôm qua là Long có bẻ mấy cái nhánh lá này để cho cá nó ăn. Cái cây khoai sim này nó cũng rất là dễ trồng. Thì mọi người để xin lòng chạy tiếp nha. Chứ lòng hướng dẫn cái cách mọi người sẽ trồng. Nó hơi cao quá. Hay qua cây này đi. Đây khoai sim thì như vậy, có nghĩa là chúng ta sẽ đồ một cái hố hình chữ nhật nha mọi người, nó bằng với cái bàn chân của mọi người, cái đôi dép của mọi người mang á, thì là mọi người rộng hơn cái đôi dép một chút. Sau đó thì sau thì khoảng tầm 15 đến 15 20 cm được rồi, thì mọi người sẽ cái thân của cái thằng của cây sắn này mọi người sẽ chặt ra một đoạn khoảng tầm 20 đến 25 cm. 20 cm, sau đó mọi người chặt xéo cái thân của nó ra nha mọi người. Sau đó mọi người sẽ để cho nó nằm nằm nghiêng khoảng góc 45 độ. Sau đó mọi người lắp đất lại, dậm chân lên cái cho đất nó chặt một chút, sau đó tưới nước. Thì như vậy tự cái thân cây nó sẽ mọc lên cái thân giống như vậy. Thì cái thân của nó đây thì nó có những cái góc như thế này nè mọi người nè, có những cái góc như vậy thì nó sẽ nứt ra cái nhánh giống như vậy, mọi người thấy không, sẽ nứt ra cái nhánh lên đây đó. Khi mình trồng thì nó nghiêng nhưng có lẽ là nó ấy rồi, nó gãy rồi thì nó lên đây đó, nó sẽ nứt theo những cái nhánh đó như vậy, giống như vậy khi mình trồng á mọi người. Thì nó để mình trồng nghiêng, mình trồng nghiêng như cái này, cái hố này mình trồng hai nhánh, thì mình trồng trồng một nhánh thôi nhưng mà mình trồng dư nhánh. Thường là một cái cây này như vậy, là cây bây giờ cái cây này to như vậy, sau đó thì mọi người sẽ chặt nó ra thành nhiều nhiều khúc, chặt xéo 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 nhiều khúc, sau đó lấy cái khúc đó mọi người đào đất lên, sau đó mọi người trồng xuống thì nằm nghiêng thì nó tự nó mọc lên. Cái này rất là dễ trồng, người trồng thì nó sẽ nứt lên, ví dụ như dài cái gốc này thì nó sẽ mọc lên cái cây, nó lên cái cây như vậy. Rất là nhiều, rất là dễ trồng và rất là dễ lên. Đây. Mọi người nhìn cái lá sắn để mọi người biết đây là cây sắn. Những người Long nghĩ rằng cây sắn này rất là quen thuộc và rất là nhiều người biết. Ở cái khu vực gần đây thì mọi người trồng nguyên một khu vực luôn,
Một còn ở đây thì trồng xen canh với cây keo, bởi vì mình không có sử dụng nhiều, nhưng mà cái tán cây keo nó sẽ che mát cho cây sắn rất là dễ. Rồi rất là nhiều ở khúc trên nữa nha mọi người, nhưng mà thôi, nó kết thúc video nha.